Westside đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ với nhà đầu tư bằng những giá trị mà chúng tôi phải chứng minh bằng những tài khoản giao dịch thật ở trên thị trường. Trong suốt những thời gian nhiều năm qua trên thị trường, chúng tôi live stream trực tiếp show cho nhà đầu tư thấy rõ các tài khoản giao dịch của bản thân chúng tôi trên thị trường. Tất cả để một thứ, nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận và đánh giá các giá trị thực tiễn trên thị trường để nhà đầu tư có thể không có để nhà đầu tư có thể thấy rõ được các giá trị hiệu quả khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị này sẽ chia sẻ đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể nhìn nhận lại toàn bộ các giá trị khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Các giá trị này bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn phải thấy rõ được đâu là hiệu quả trên thị trường. Chúng tôi chứng minh cho nhà đầu tư thấy từ những giá trị giao dịch tài khoản nhỏ cho đến những giá trị giao dịch tài khoản lớn. Tất cả các phương pháp chúng tôi đều giao dịch trực tiếp bằng những tài khoản của bản thân mình. Tất cả điều này để cho nhà đầu tư theo dõi, đánh giá để nhà đầu tư tự đưa ra được những kết quả khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Các bạn thấy rõ được cái giá trị hiệu quả. Và tài khoản này tôi đi lên từ một tài khoản 60 đô. Tất cả những lệnh ở trên thị trường, ở trong tài khoản này tôi đều giới thiệu cho nhà đầu tư theo dõi và để nhà đầu tư có thể thấy rõ được cái hiệu quả của trên thị trường khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị chia sẻ này để nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá được và hiểu được rõ bản chất thật của thị trường, bản chất của chính mình khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Và nhà đầu tư có thể đánh giá được đâu là những người giao dịch được ở trên thị trường và đâu là những người đứng ra chỉ để thuốc các nhà đầu tư, để mua bán kiến thức không có giá trị trên thị trường và thuốc nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex mà không có chứng minh được những giá trị thực tiễn trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những điều mà tôi chia sẻ đây được cộng đồng sẽ đón nhận trong suốt nhiều năm qua trên thị trường và tôi cảm ơn rất là nhiều người đã đóng góp và gì nhà đã chia sẻ và đã đồng hành cùng bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng bất kỳ ai trên thị trường giao dịch Forex này nhìn nhận lại cả quá trình mà các bạn đi, tất cả quá trình mà bất kỳ một ai trên thị trường này nói với cả các bạn rằng họ đang kiếm được ra tiền trên thị trường này mà họ không chứng minh được những giá trị của bản thân họ trên thị trường thì các bạn cần phải nhìn nhận lại và cần phải đánh giá lại rõ những cái điều này khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đó, nhà đầu tư có thể thấy rõ. Và tôi mong muốn rằng các bạn phải hiểu được một vấn đề, không phải các bạn cứ lao vào trong thị trường giao dịch Forex là các bạn phải giao dịch, không phải các bạn cứ lao vào trong thị trường giao dịch Forex là các bạn phải đi chắt nhặt kiến thức mà các bạn lao vào mà các bạn không cần kiểm soát được giá trị kiến thức đấy nó có vận dụng được hay là không. Đây là điều mà bất kỳ ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận, đánh giá lại cho cả quá trình mà bản thân tôi hay các bạn cần phải đi trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này hiện nay rất là nhiều những kẻ mượn danh thị trường giao dịch Forex để buôn bán về những cái hình thức đa cấp trên thị trường như copy lệnh hay là bán robot ở trên thị trường hoặc là mua bán chiến lược trên thị trường. Đây là điều hết sức là nguy hiểm đối với cả bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Bởi vì chúng ta muốn giao dịch thành công được thì chúng ta phải đánh giá được rất là nhiều các vấn đề khi tham gia vào trong thị trường này. Thì đây là điều mà tôi cảnh báo với nhà đầu đầu tư và nhà đầu tư phải nhìn nhận lại và phải đánh giá lại cho thật kỹ. Và trong suốt mấy ngày qua có rất là nhiều người gọi điện đến cho tôi hỏi về vấn đề này. Và ngay tối ngày hôm qua tôi cũng có trả lời cho một người khi mà gọi điện đến cho tôi là có một người đến nhà họ thì bảo là nhà chỉ cần mở tài khoản rồi mỗi một ngày mở ra 7 giờ sáng sẽ nhận lại 15 hay 20% lợi nhuận. Thì tôi chỉ cười, tôi bảo làm gì có cái chuyện dễ như vậy. Thị trường Forex các bạn nên nhớ là thị trường Forex cũng chỉ là một phần ở trong các thị trường về đầu tư, nó cũng giống như thị trường chứng khoán hay coin, tất cả các thứ tổng của nó sẽ về bằng không khi các bạn không có, nó sẽ không có tự sinh ra giá trị lợi nhuận khi các bạn tham gia vào trong thị trường này. Tất cả những kẻ cho các bạn cơ hội mà không chứng minh được giá trị đấy là toàn bộ những giá trị cơ hội đấy là giá trị viển vông trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải xem xét, đánh giá lại cả quá trình mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Đây tôi chia sẻ để cho cộng đồng nhìn nhận lại, tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ lại. Và bất kể một ai khi tham gia vào cái thị trường giao dịch Forex này có thể theo dõi trực tiếp website đào tạo forex.com của tôi để nhìn nhận lại cả quá trình phát triển, nỗ lực của bản thân tôi trên thị trường. Các bạn có thể thấy rõ những giá trị để các bạn có thể xem xét, các bạn có thể
thấy rõ được những giá trị mà tôi phải chứng minh cho toàn bộ cả cộng đồng này trong suốt nhiều năm qua. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ đây các bạn có thể nhìn nhận và hiểu rõ. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công. Thấy rõ được những giá trị mà tôi phải chứng minh cho toàn bộ cả cộng đồng này trong suốt nhiều năm qua. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ đây các bạn có thể nhìn nhận và hiểu rõ. Website đào tạo Forex xin chân